Lễ 30 tháng 4, phạm nhân có được giảm án phạt tù. Theo quy định, việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù được thực hiện mỗi năm 3 đợt vào các dịp lễ 30 tháng 4, Quốc khánh 2 tháng 9 và Tết Nguyên đán. Đối với các trại giam, trại tạm giam thuộc Bộ Quốc phòng, việc xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù sẽ được thực hiện vào ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, thay cho dịp Tết Nguyên đán. Để được đề nghị giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, phạm nhân phải đáp ứng được các điều kiện sau đây. Thứ nhất là chấp hành được ít nhất 1/3 thời hạn đối với hình phạt tù từ 30 năm trở xuống hoặc 12 năm đối với tù chung thân. Thứ hai, có nhiều tiến bộ thể hiện ở việc chấp hành tốt nội quy trại giam, trại tạm giam, nhà tạm giữ, tích cực học tập, lao động cải tạo và phải có đủ kỳ xếp loại chấp hành án phạt tù từ khá trở lên. Mức giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù được quy định như sau. Đối với phạm nhân bị phạt tù chung thân, lần đầu sẽ được giảm xuống còn 30 năm tù. Phạm nhân bị phạt tù từ 30 năm trở xuống, mỗi lần có thể được giảm từ 1 tháng đến 3 năm. Lưu ý, mỗi năm một phạm nhân chỉ được xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù một lần, khoảng cách giữa hai lần xét giảm ít nhất là 1 năm, trừ những trường hợp đặc biệt. Và phạm nhân có thể được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù nhiều lần, nhưng phải bảo đảm thời hạn thực tế chấp hành án phạt tù là 1/2 mức hình phạt tù có thời hạn đã tuyên hoặc 20 năm đối với hình phạt tù chung thân. Như vậy, nếu một phạm nhân đáp ứng đủ các điều kiện thì có thể được xem xét giảm án phạt tù vào dịp lễ 30 tháng 4 này.